Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với SNews. Ngay bây giờ hãy cùng với mình tìm hiểu xem trong ngày hôm nay có những tin tức gì đáng chú ý. Quán quân The Face mùa đầu tiên Phí Phương Anh vừa tung ra một poster cùng với Lê Bống và Trần Thanh Tâm. Tuy nhiên ngay sau đó thì rất nhiều cư dân mạng đã gọi bộ ba này là thảm họa. Thậm chí có ý kiến còn đưa ra rằng bộ ba này đang đạo nhái nhóm nhạc A-Pink. Được biết, sau khi quán quân The Face mùa đầu tiên Phí Phương Anh tung ra teaser MV được cho là công kích streamer Virus, cô nàng đã tiếp tục hé lộ tiếp poster những nhân vật sẽ xuất hiện trong sản phẩm lần này và một lần nữa lại gây tranh cãi. Theo đó, không chỉ có Phí Phương Anh mà hai khách mời khác sẽ xuất hiện trợ lực trong MV Cánh Bướm Dối Gian chính là hot tiktoker Lê Bống và hot girl trứng rán cẩn mỡ Trần Thanh Tâm. Sau khi poster này được công khai thì cộng đồng mạng đã rất sôi sục và có thêm cớ để tiếp tục tổng tấn công ném đá sản phẩm mới của Phí Phương Anh. Không ít bình luận cho rằng đây là một MV quy tụ bộ ba thảm họa của showbiz Việt. Trước đây, Phí Phương Anh đã từng nhận khá nhiều chỉ trích vì MV debut Cắm Sừng Ai Đừng Cắm Sừng Em. Sau đó, hot tiktoker Lê Bống lại gây tranh cãi vì có phần mặc áo nhạy cảm trên sóng truyền hình. Hay như cô nàng Trần Thanh Tâm từng gây sốt với câu nói trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ cần cậu cơ, nhưng lại khiến cộng đồng mạng phong cho danh hiệu đệ nhất thị phi năm 2020 bởi háng tá những drama ồn ào. Ngoài ra, với cách tạo dáng chụp poster với hình ảnh cánh bướm của bộ ba Phí Phương Anh, Trần Thanh Tâm và Lê Bống lại nhanh chóng bị cư dân mạng phát hiện giống đến 99% hình ảnh quen thuộc của girl group K-pop A-Pink trong ca khúc I Don't Know, một sản phẩm từng ra lò 5 năm trước. Những ý kiến phân tích được đưa ra rằng dù quân số không đông bằng A-Pink nhưng cách tạo dáng tay thì lại được cho là copy nguyên si. Mặc dù sản phẩm Cánh Bướm Dối Gian chưa được ra mắt, nhưng với màn quy tụ của bộ ba này, rất nhiều cư dân mạng đã khẳng định ngay rằng đây hoàn toàn là nhờ chiêu trò để nổi lên, chứ hoàn toàn không có một chút năng lực nào. Thật sự là nhìn X3 này đã cảm thấy sát thương rồi, ba lý tưởng lớn gặp nhau. Các chị có phải là thành viên mới của nhóm nhạc A-Pink không ạ? Ai ủng hộ thì ủng hộ, chứ những sản phẩm chiêu trò thì mình không muốn xem để tăng view. Chúng mình là SNews và các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe cho chúng mình.